Ví dụ như mình có một người bạn ở Việt Nam ấy, bụp ngay. Một người bạn Việt Nam bụp với bên đấy ngay, vớ vẩn nó thua nó chạy mất, nó không tặng mình ý. Nhưng mà đằng này này, ba đứa có một nước, mình có biết cái gì về tiếng Anh đâu. Nó lùa mình ra nhỉ. Đúng không mọi người? Đấy, em cảm ơn chị Diệp nhá. Biết nó lừa mình thì chết. Mọi người, em có khung avatar không? Chưa vào top 20 có khung avatar không? Hay mọi người không đấy biết ngay mình. Top 10 mới được à? Cay nhỉ. Thôi, like game đi em ơi. Em mở like game đi cho anh. Like game anh. Ừ. Thế giới này đã làm tổn thương em bao. Ôi giời ôi. Định lừa cả mình, sợ thật. Thằng Mão đấy mọi người ạ. Mão định lừa em. Em làm gì đâu. Định. Anh nói gì đúng. Anh sẽ yêu em nhiều gấp đôi. Anh bán xe Ego không? Hả? Anh bán xe Ego không? Không. Buồn lôn lắm. Căn bản lắm. Màn hình của anh to quá, anh nhìn nó bị chóa đúng không? Nhưng mà bùn lôn ý, nó bị bùn lôn. Nó bị ngợp. Có bao giờ em nghĩ này. Bảo ơi. Dạ. Sao nó đi lại... Sao đây? Hôm nay lại xin cái gì đây? Thôi em xin cái đi. Ủa? Mọi người đợi em một tí nhá. Rồi, đẹp rồi. Nó có bị nhảy, khó chịu. Thế làm gì mà mày làm gì đó mà nó nhảy? Không, em không biết. Nó tự nhảy. Mọi người, em tắt xong em like lại nhá. Mau aku nek ngerosting ketok e Pak Ustaz. Iya. Kak Sita. Kakaknya di Vietnam. Iya, aku di Vietnam. Bener, karena trimester 1 masih lemah kandungannya. Ya, jadi ceritanya aku juga baru tahu ya guys ya. Aku kan juga baru tahu orangnya. Jadi, kalau trimester pertama itu kandungan itu. Jadi, trimester pertama itu kandungan itu masih belum sempurna. Jadi masih berwujud darah ngono loh guys. Gumpalan darah ngono loh guys. Tapi kan masih kecil loh dari segini. Dari segini besar-besar. Kalau sering dikoyak, sering jalan-jalan apa sering nendi, ini nanti akan sor ngono guys. Sor kuwi apa? Kuwi lho, apa jenenge? Ya ngono lah guys. Ngono. Ya metami jabang bayi. Jadi ngono, jadi tidak boleh terlalu banyak jalan. Itu katane dokter lo ya. Katane dokter ngono. Ya metami jabang bayi, aku udah metami to. Gitu teman-teman. Ya seperti itu, keluar sendiri. Karena yang pertama faktor kecapean. Terus yang kedua itu
Mungkin capek tapi gak diroso ngono kuwi lho, guys. Endok pitik bahasa Arabnya lawak. Manukmu. Aku 1 bulan, Mbak. Dijaga ya, Bun. Soale Bunda kan sudah anak, sudah pengalaman lah. Apa aku marahi? Yo. Ayo. Mau aku marah-marahi. Aku tidak mau memarahi kalau aku itu belum melaksanakan. Maksud lagi? Ini loh. Aja dur-dur. Yen nek ngomong kuwi aja dur-dur. Anh sẽ yêu em gấp đôi như vậy. Sudahlah biar ya. Nek ngomong kuwi aja dur-dur. Wis jane nyapa to mau kaya ngono. Sengkrek kok kaya ya. Kaya Ini mau. Ini. Mata mencapai bayi. Jarene pedes ya dipongan tangan wae. Ya guys ya. Kayak dia mangi ora oleh rokok ngono kuwi. Tak sunat. Neng dunya iki nek ngomong aja duwur-duwur. Apa ya guys? Aku lali. Kak ayo log in yuk kak. Aku sudah mulai bosan live dengan semua ini. Bisa gak ya? Ayo. Ayo kita log in. Aku lagi. Yo. Assalamualaikum.